cho em ở trên xe buýt. Nhưng mà là thời điểm đó là do một số vấn đề về thời tiết, thời điểm là Sài Gòn. Ê, giờ báo sao cái đèn nó bẻ ra chứ đánh vô đây sao bẻ hình đâu. Rất là tiếc, cuối cùng mơ cái thành lập đó là FFV đã trao các cái lời được đứng trên một chiếc xe buýt 2 tầng để gửi bài hát của mình đối với tất cả mọi người, bởi vì đây là một set rất là thú vị và cũng là một cái chuyến đi mà Isaac nghĩ là sẽ rất là ý nghĩa khi mà FFV mang âm nhạc cũng như là cái tinh thần là sống đầy của mình đến với tất cả mọi người khán giả ở khắp miền ở Việt Nam của mình. Để Isaac nghĩ rằng là không chỉ khán giả ở Sài Gòn mà sẽ có rất là nhiều khán giả khắp mọi nơi được nghe nhạc và được đem đến một nguồn cảm hứng giải giác như thế này sẽ rất là hay. Yeah. Wow, đúng là một câu trả lời rất hay đúng không quý vị? Cho Isaac một tràng vỗ tay ra. Em thi qua hậu được chưa mọi người? Và bây giờ Maro xin đố và hỏi Isaac thêm một câu nữa. Isaac biết được kiểu tượng tượng trưng mà dấu play trên xe buýt đó là cái gì không? Isaac không biết ạ. Vâng, mời được có thể. Có thể bật mí cho Isaac biết được không ạ? Cái nút play này nó là một cái biểu tượng tượng trưng cho tiếng bước sống đầy cùng FWD. Wow. Và bây giờ để cho Isaac biết thêm nữa, xin mời Isaac đến đây cùng với Mario. Cái này là nhấn vô là có điều đặc biệt xảy ra sao? Đúng rồi, khi mà chúng ta nhấn lên đây thì con số trên màn hình của chúng ta sẽ nhảy, giống như là chúng ta lan tỏa tinh thần tiếng bước sống đầy cho tất cả mọi người. Và bây giờ Isaac đã sẵn sàng chưa? Ấn nhận hay mạnh hay nhẹ? Lại, ủa mọi người ơi, lại hỏi tôi ấn mạnh nhẹ. Nãy có bạn kia ấn một cái đung một cái nữa. Thì nó sợ hơi không có tiền đền. Đúng rồi, nhẹ thôi. Thôi ha, rồi, ok. Rồi, Isaac đã sẵn sàng chưa? Ready. Rồi, xin mời Isaac nhấn ạ. Mày nhấn chưa? Nhấn rồi. Hả? Nó rất là nhạy luôn. Quý vị khán giả ơi, hãy cho Isaac một tràng vỗ tay. Vậy là chúng ta có thêm một lượt của Isaac nữa rồi. À, có nghĩa là Isaac đóng góp vào một lượt. Đúng rồi, là lan tỏa tinh thần tiếng bước sống đầy cho tất cả mọi người. Wow, vậy sáng giờ mình được bao nhiêu lượt vậy ạ? Sáng giờ thì nãy giờ là cũng rất nhiều rồi, Isaac. Tất cả quý vị khán giả ở dưới đây cũng đã lên bấm cho chương trình rồi. Có ai lên bấm chưa ạ? Có ai chưa lên bấm không ạ? Sau chương trình này lên bấm dùm Isaac được không ạ? Được. Bây giờ không đợi quý vị đợi lâu nữa là phần biểu diễn tiếp theo của ca sĩ Isaac. Bây giờ đã xuống đây rồi, mình sẽ đổi thứ tự bài hát một tí nha. Cái bài này là Isaac muốn tương tác với tất cả mọi người. Cái bài Everest mà hồi mình lên mà hát sau nhá. Ok, Isaac muốn ở đây để hát một ca khúc rất là dễ thương, muốn gần gũi mọi người hơn. Và hy vọng là sẽ được nghe giọng hát của người hát cùng Isaac, Nguyễn nào. Ok, đây là bài hát rất quen thuộc và rất là dễ hát theo. Xin mời tất cả mọi người đến với ca khúc của mang tên Anh sẽ về, sẽ về. Chúc từ tu đó. Ok, được không? Con hát cùng với chú nha, con Nguyễn cũng nào. Chơi nhạc anh nóc đây sao vậy? Vũ Đăng Ngô à, một chàng pháo tay Vũ Đăng Ngô đúng không? Đôi khi anh muốn có niềm vui quay tới trên đây đâu, anh đi gần xa. Khi xưa anh còn thấy đây, giờ đây đã có ai đó trong lâu trở về nhận lên đây. Một nụ hôn ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy em cười vui. Bạn gái ơi,
anh kia xuống chưa? Rồi, như anh Zach đã hứa với tất cả mọi người nhá, thì ca khúc này sẽ là một khúc rất là sôi động và anh Zach hy vọng là nếu như mọi người thấy sung quá thì quẩy hết mình với Zach được không ạ? Phải cuối rồi, đúng không ạ? Đừng có giữ sức đi nhá, có bao nhiêu sức bùng là hết với Zach nhá, đồng ý không nào? Mình warm up nhá. Everybody say yeah! Ok, giữ như thế nhá. Và sau đây xin mời mọi người đến với bản remix của ca khúc được mang tên Vượt Qua Everest. Xin mời mọi người ạ. Where are my babies? Thank you. Vượt qua Everest, vượt qua Neverland, to do everything I do is for you. Chỉ để nghe một lời yes, I do. Vỗ tay nào. Behind my back, over a hatred, to do everything I do. Cho mọi người đó, tay mọi người đó chứ đâu. Say goodbye, you're right. 1, 2, 3, 4, 5. Hey, yeah. Oh. Ngày hôm nay trời cũng trong xanh như ngày hôm ấy. Em có thấy những bông hoa sạc sỡ khi khóc. Chúa ôm nhau xa xưa chúng em như đưa quên luôn cả thân thể. Cầm đôi tay của anh thật lâu, mình sẽ không đi về bất kỳ. Xin cảm ơn FWD vì đã cho chúng ta một sân khấu rất tuyệt vời. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người một dịp gần nhất. I love you. Thank you, my love. See ya. Yo, Isaac. Cảm ơn phần biểu diễn tuyệt vời của ca sĩ Isaac. Và phần biểu diễn của ca sĩ Isaac đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, hành trình chuyến xe số
xuyên Việt lan tỏa tinh thần tiếng bước sống đầy của FWD Bảo hiểm dễ hiểu sẽ tiếp tục lăn bánh đến các tỉnh thành khác trên khắp Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị tại Đà Nẵng vào ngày 2 và 3 tháng 6. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.